Dưới đây là các ngày tiệc của các vị thánh trong tam tòa thánh mẫu, ngũ vị tôn quan, tứ phủ châu bà, tứ phủ ông hoàng, tứ phủ thánh cô, tứ phủ thánh cậu và các vị thánh được thờ theo tục thờ đạo mẫu. Tháng riêng, ngày mùng 6 tháng 1, tiệc cô đôi thượng ngàn. Ngày mùng 9 tháng 1, tiệc đức vua cha ngọc hoàng thượng đế. Ngày mùng 9 tháng 1, tiệc cửu thiên huyền nữ công chúa. Ngày mùng 10 tháng 1, tiệc quan hoàng tám, tiệc quan hoàng bát, tướng quân nùng trí cao. Ngày mùng 10 tháng 1, tiệc quan lớn đệ nhất. Ngày 12 tháng 1, tiệc trần triều đệ nhất vương cô quyên thanh công chúa. Ngày 15 tháng 1, đại lễ thượng nguyên. Ngày 15 tháng 1, tiệc tản viên sơn thánh. Ngày 17 tháng 1, tiệc cô tân an. Ngày 20 tháng 1, ngày nhà trần gia quân. Ngày 19 đến 21, tiệc tứ vị vua bà tại đền Cờn, Nghệ An. Ngày 25 tháng 1, hội đồng đại lễ nhà Trần. Tháng 2, ngày Mão Đầu, tiệc mẫu đệ nhị thượng ngàn, mẫu Đông Cuông. Ngày mùng 2 tháng 2, tiệc mẫu Tam Cờ. Ngày mùng 3 tháng 2, tiệc hưng nhượng đại vương, tướng quân Trần Quốc Tảng, đền Cửa Ông, Quảng Ninh. Ngày mùng 6 tháng 2, tiệc tứ vị vua bà đền Cờn Môn. Ngày mùng 10 tháng 2, tiệc vương dưỡng nữ Thủy Tiên công chúa Phạm Điện Súy. Ngày 12 tháng 2, tiệc mẫu Tuyên Quang, Tam Cờ, núi Dùm, Ỉ La, cảnh Xanh Linh Từ. Ngày 14 tháng 2, tiệc quan lớn đệ ngũ Tuần Tranh. Ngày 15 và 16 tháng 2, tiệc chúa Nguyệt Hồ. Ngày 17 tháng 2, tiệc cậu đệ nhất. Ngày 20 tháng 2, tiệc mẫu đệ nhị thượng ngàn, tức Lê Mại Đại Vương, Sơn Trang công chúa. Ngày 21 tháng 2, có nơi ghi 24 tháng 2, tiệc mẫu Sổng Sơn. Ngày 28 tháng 2, tiệc quan Hoàng Lục, tức An Biên Đại Tướng Quân, ngày đản sinh là 10 tháng 8, có nơi ghi 22 tháng 4. Tháng 3, ngày mùng 2 tháng 3, tiệc cô bé cửa suốt. Ngày mùng 3 tháng 3, tiệc mẫu Liễu Hạnh, tiệc mẫu đệ nhất Thượng Thiên. Ngày mùng 6 tháng 3, tiệc vương tử đệ nhị Trần Triều Hưng Hiến Đại Vương. Ngày mùng 7 tháng 3, tiệc cậu bé Đồi Ngang, cậu bé quận Đồi Ngang. Ngày 14 tháng 3, tiệc chầu đệ tứ Khâm Sai. Ngày 17 tháng 3, tiệc chầu Bát Nàn, hay còn gọi là chầu Tám, chầu Bát, Đông Nhung Đại Tướng Quân, đền Tiên La, Thái Bình. Tháng 4, các ngày trong tháng, đại lễ nhập hạ. Ngày mùng 1 tháng 4, tiệc vương khảo Trần Triều Thân Vương An Sinh Vương truy phong Khâm Minh Đại Vương. Ngày 12 tháng 4, tiệc chúa Thác Bờ, có nơi ghi là 1 tháng 4. Ngày 18 tháng 4, tiệc chầu bà đệ Tam Thoải Phủ. Ngày 19 tháng 4, tiệc quan Hoàng Lục Thanh Hà. Ngày 24 tháng 4, tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhất Hưng Vũ Đại Vương. Ngày 24 tháng 4, tiệc quan lớn đệ tứ Khâm Sai. Tháng 5, ngày mùng 5 tháng 5, tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa Chính Cung. Ngày mùng 7 tháng 5, tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Tứ Hưng Chí Đại Vương. Ngày mùng 10 tháng 5, tiệc chầu Lục đền Chín Tư Hữu Lũng. Ngày mùng 10 tháng 5, tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên. Ngày mùng 10 tháng 5, tiệc Cô Sáu Sơn Trang, tiệc Cô Sáu Lục Cung. Ngày 20 tháng 5, tiệc chầu Năm Suối Lân, tiệc Cô Năm Suối Lân. Ngày 25 tháng 5, tiệc quan lớn Tuần Tranh, đền Ninh Giang, đền Kỳ Cùng. Tháng 6, ngày mùng 1 tháng 6, tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh, Vương Phi Truy Phòng Thiện Đạo Quốc Mẫu. Ngày mùng 10 tháng 6, tiệc mẫu Đệ Tam, mẫu Thoải, đền mẫu Hàn Sơn. Ngày 12 tháng 6, tiệc mẫu Tháp Đền Hàn. Ngày 12 tháng 5, tiệc cô Bơ Bông hay tiệc cô Ba Thoải Cung, đền Ba Bông, Tháp Hàn. Ngày 16 tháng 6, tiệc chúa Năm Phương Đền Chính của chúa được thờ tại đền Cấm và đền Cây Đa 13 gốc tại đất Hải Phòng. Ngày 24 tháng 6, tiệc quan lớn đệ tam, thủy quốc bơ phủ vương quan lảnh giang xích đằng. Ngày 24 tháng 6, tiệc cô bé Minh Lương. Ngày 26 tháng 6, tiệc quan hoàng bơ, quan hoàng ba. Ngày 26 tháng 6, tiệc cô tám đồi chè. Tháng 7, các ngày trong tháng, đại lễ tán hạ. Ngày mùng 3 tháng 7, tiệc vương nữ tôn anh tông hoàng hậu. Ngày mùng 6 tháng 7, tiệc cô tư. Ngày mùng 7 tháng 7, tiệc ông hoàng bảy bảo hà. Ngày 12 tháng 7, tiệc mẫu Ỉ La. Ngày 13 tháng 7, tiệc quan Triệu Tường. Ngày 14 tháng 7, tiệc ông Hoàng Đôi, đền Bảo Hà. Ngày 17 tháng 7, tiệc ông Hoàng Bảy. Ngày 20 tháng 7, tiệc bà Chúa Kho. Ngày 21 tháng 7, tiệc chầu Bảy Kim Giao, chầu Bảy Mỏ Bạch, tiệc cô Bảy Kim Giao, cô Bảy Mỏ Bạch. Ngày 21 tháng 7, tiệc cô cả núi Dùm, Tuyên Quang. Tháng 8, ngày mùng 3 tháng 8, tiệc đản nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương. Ngày mùng 6 tháng 8, tiệc mẫu đền gành Nguyên Phi Ỉ Lan, Ngọc Hân Công Chúa. Ngày mùng 10 tháng 8,
tiệc quan Hoàng Lục An Biên, ngày 15 tháng 8, tiệc châu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân, tiệc Đản Nhật, ngày 21 tháng 8, tiệc mẫu nhà Trần, ngày 20 tháng 8, tiệc Trần Triều Quốc Công Tiết Chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn Kiếp Bạc, Hải Dương, ngày 22 tháng 8, tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, Đền Đồng Bằng, ngày 22 tháng 8, tiệc quan lớn Điều Thất Đảo Tiên, ngày 24 tháng 8, tiệc quan lớn đệ nhất, tiệc Đản Nhật. Tháng 9, ngày mùng 2 tháng 9, tiệc cô bé Suối Ngang, phố Vị Lạng Sơn, ngày mùng 4 tháng 9, tiệc quốc mẫu Âu Cờ, ngày mùng 9 tháng 9, tiệc cửu trùng thiên cung vương mẫu, ngày mùng 9 tháng 9, tiệc vương nữ nhân tông hoàng hậu, ngày mùng 9 tháng 9, tiệc ông chín thượng, ngày mùng 9 tháng 9, tiệc châu chín cửu tỉnh, ngày mùng 9 tháng 9, tiệc cô chín sòng sơn, ngày 13 tháng 9, tiệc cô đôi cam đường, ngày 19 tháng 9, tiệc cô chín đền sòng, ngày 20 tháng 9, tiệc công đồng Bắc Lệ, đồng thời là tiệc chầu bé Bắc Lệ và tiệc chầu lục. Ngày 28 tháng 9, tiệc vương phi thiên thành công chúa truy phong nguyên tử quốc mẫu. Tháng 10, ngày mùng 10 tháng 10, tiệc ông Hoàng 10 Nghệ An. Tháng 11, ngày mùng 1 tháng 11, có nơi khi 10 tháng 11, tiệc Phạm Ngũ Lão. Ngày mùng 2 tháng 11, tiệc quan lớn đệ nhị, quan thanh tra giám sát, đền đồi ngang. Ngày mùng 2 tháng 11, tiệc chầu đệ nhị. Ngày mùng 6 tháng 11, tiệc đản nhật vua cha nhạc phủ tản viên Sơn Thánh. Ngày mùng 10 tháng 11, tiệc chầu 10 mỏ 3, tiệc chầu 10 đồng mỏ. Ngày mùng 10 tháng 11, tiệc cô 10 mỏ 3, tiệc cô 10 đồng mỏ. Ngày 11 tháng 11, tiệc quan lớn đệ nhị, tiệc đản nhật quan lớn thanh tra giám sát. Tháng 12, các ngày trong tháng, trước ngày 23 tháng Chạp, đại lễ tất niên. Ngày mùng 10 tháng 12, tiệc Trần Triều Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ngày mùng 10 tháng 12, tiệc Đức An Phủ An Sinh Vương Húy Trần Quốc Liễu. Ngày 20 tháng 12, khánh tiệc vương cô đệ nhị. Ngày 25 tháng 12, tiệc chúa đệ Tam Lâm Thao, chúa Ót, chúa Chữa.